Chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình mua cá linh nè, nấu canh chua bông điên điển. Cá linh non mà lúc gầy nó lưới lứa rồi. Lưới lứa hả? Nó hết nhỏ không rồi, lúc hộp nhỏ không à. Đầu mùa nó nhỏ nhỏ. Nhà có con bự con nhỏ rồi. Xin xin chào cô chú, anh chị các bạn nha. Điên điển mua miếng giá với hai cái cà chua nữa nè. Còn sườn này hồi mình gam nha, mặn mặn ăn với canh. Nhưng miếng sườn này nấu canh cho cái gạo nè, hết chứ dừa vô gam. Hết dừa vô gam. Miếng sườn này nấu canh cho cái gạo. Ở mình điển này nó với ruộng hái bơi xuồng hái lại mùa gió đó, xuống cô năm đó. Cái đường mà bơi xuồng như cô năm đó nhóc điển hả? Nhóc ở trên cặp mé đó giờ mới còn không? Không còn à, bữa nào mình hỏi chị Út rồi còn không. Còn cá phi này thì mình chiên rồi, hồi mình chiên đầu mùa nó nhỏ rồi nó bự bự. Hổm nó nhí gì không nè. Này có mấy con lưới lứa nè. 140 kg phải không? Như đây 42.300 g. Cái mình rửa muối với chanh lại. Xương này cũng rửa muối lại luôn. Chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Thịt này mình khìa ít củi cho nó ngon. Có than khìa từ từ. Chứ không phải khìa với nước dừa. Thì đúng rồi, khìa với nước dừa. Giờ mình đi ra đây mình hái dừa vô để họ mình khê thịt. Hai trái đó luôn em, con trái. Cái này á? Ừ. Ủa cái tùng này già không? Già, trái nó già. Nó già hơn á. Đúng không, cái dừa này. Cái buồn bên kia cũng có con trái mà. Nó chưa có sai. Mình hái thêm trái này nữa đi. Ừ, có uống nhiều. Cái buồn bên đây trái nó to hơn chút. Hai trái luôn, trái chín trái mau dịch á. Nghe nó chín đó. Rồi lên trái trên kia trái chín trái mau dịch nữa. Trái đó chín rồi đó. Thấy không? Hai trái đủ, trái đủ nó ngã với. Bởi vì thái cây kia hết trái rồi. Mau dịch phải không? Chín luôn. Chín rồi. Lên xíu nữa, vô trong á. Vô trong nữa, vô xíu nữa. Xíu nó đụng rồi đó. Kéo mấy tôm nha được không? Vô trong, vô trong. Vô đừng lên, vô trong á đừng lên. Nó đó, đó. Đúng rồi, đụng rồi đó, đụng rồi đó. Cái đó bẻ đi. Cái bự gì vậy? Ừ. Mỏ dịch á. Mỏ dịch. Ốc ba lên đủ ăn á. Ừ. Cái đủ mà ngon lắm mà. Hai trái luôn. Cứ ngắt rồi, thấy cái vỏ cứ ngắt rồi, vỏ vậy. Cây đó mà nó không ngã mà trái dữ lắm rồi. Đất nó mềm hết. Nó mềm quá. Đất mềm cái đó tại vì cái mưa nó. Wow, hai mình thấy hai trái.
trái chín với trái có hộp không lỏng à, trái không có hộp nào hết trơn, trái tròn ít hộp. Ừ, thấy hay mà mình điên điển bơi xuồng hái hồi đó với bọn mình bơi xuồng hái thôi. Nhưng mà mùa này nhà như dưới có xạ không? Có xạ không? Có xạ lúa chứ. Lần ở dưới chị Út còn bơi xuồng, chống cái xuồng ra, hái tuốt. Nó nước dữ dằn. Nước nổi, mùa nước nổi. Ta xạ mùa này nó bỏ rồi. Xạ mùa này bỏ rồi, tới tháng 10 ta mới xạ lại. Chiêu đủ mày nó ngon. Còn trái kia nó không giặt mặt xử ngọt luôn. Giặt trái kia vậy chín hơn chút. Ừ. Ngọt luôn. Đủ màu thấy nó đậm thấy nó ngon. Giờ mình thấy cái màu là thấy hấp dẫn rồi. Mà chắc không có hộp à. Chín chín này mình hầm nó mềm cho nó nhạo dễ ăn. Không có hộp, ơi có hộp kìa. Có hộp này anh ơi. Có được vài hộp à. Lấy lại làm giống đi. Ừ. Cho thật nêm muối đường vô luôn, để cá vô cái là cho nó sâu lên nó chín rồi để dao vô là nó kia đường vô. Rồi mình cho thêm miếng nước mắm nữa cho nó đậm đà. Rồi mình nêm rồi xong nó cho ăn vừa ăn rồi đó. Giờ mình cho cá vô. Rồi cá nó chín thì cho chừng nào mình ăn thì mình để rau vô nữa. Xong cà chua vô luôn. Cá nó sôi lên là nó chín rồi. Cà chua băm vô. Nó xèo nó là nó chín rồi. Mình cho vô ôm sắc này chứ ớt vô. Xèo xuống là mình nhắc ra được. Rồi. Kẹo ở đâu vậy? Đó là gì ta? Kẹo nó đó hả? Tím vô cho nó thơm để sườn vô mình ra. Rồi cho sườn ra. Thật rất sao cho mình để nước dừa vô sườn ra. Đường muối thật nêm vô. Cho nước dừa vô. Một xin xếp thì mình ngâm cho nó cạn, nó kẹo lên là dừa. Cho thêm vô miếng dầu hào nữa. Cho nó độ sánh nó kẹo mà nó có màu đẹp, màu cánh gián. Bây giờ nó cạn rồi, được rồi mình nhắc ra. Cho ra dĩa luôn. Rồi mình múc thịt cho ăn cơ. Múc canh chua, canh lên nha.
Ngon vậy không? Mình là cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Cái hình xương. Ăn cơm cá linh nấu canh bằng sữa đổ nè. Sữa đổ đại chứ ăn xương không sữa không? Bà Chung mời cô chú anh chị các bạn ăn cơm gia đình với bà Chung nha. Miếng biển sườn gam cá chiên. Con mời đi. Mời ông bà cô chú ăn đi. Con mời ông bà cô chú ăn cơm. Nói đi, rồi nói chào. Chào. Ông bà. Dạ. Ông. Ngứa hả? Ông. À, bà. Xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn của ăn cơm gia đình mình nha. À, ông bà chú mâm. Ông chắc. Cái gì? Thôi chứ ông mâm nó nhỏ lẻ. Ông. Ông cá. Ông Sáu rồi, nó quen ông Sáu rồi. Ông Sáu mà có dặn hay vậy. Đây đây, kiếm cục quả bở vô ngậm vô. Em hẹn hồi em nhậm nha. Đúng rồi. Ăn vậy nè, ăn thịt nè, ăn thịt nè. Ăn gặp ăn thịt nữa. Nhờ út mâm á kìa. Kêu nhà kia út mâm nha. Út mâm mâm. Nhờ bà út đâu, con kêu bà út. Nhờ con mâm mâm. Bà út đâu rồi, con kêu bà út xuống mâm. Con kêu ai? Kêu bà út ơi. Bà út. Bà út ơi. Xuống mâm. Xuống mâm với con. Ừ. Ăn cơm chưa? Mà ăn cơm không dám ăn cơm kìa. Gạo mỉm nè. Ngon xuyên á. Gạo sáng mua giùm á. Cũng tài nguyên cái gì? Không phải. Gạo gì năm gì á. Năm bốn á. Không phải. Cái gì á? Gạo mềm ngon chứ. Đấy, không có. Chào chào. Ừ. Chào. 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 Chào chú. Chào chú. Nói đây con chào chú. Chú. Rồi âm vô. Rồi âm vô lẻ lên. Chào chú. Chào ông bà cô chú. Có phi Cà Mau nữa. Hết rồi. Hết thật tế. Nó tưởng múc được không? Hết thịt rồi hả? Hết thịt rồi. Nút được rồi. Hết được. Hết thịt. Ừ, hết thịt. Ăn miếng coi. Ăn miếng coi. Ăn gì? Ăn miếng đi. Cá chiên chấm nước mắm. Chiên từ. Dạ con lấy tay mẹ ra. Mẹ thơm quá. Cá mẹ lấy thịt cho con ăn được nè. Con ôm vậy sao mẹ lấy. Cái mâm gừng đúng rồi, đang quen cái tay á. Không nữa hồi á. Không dữ. Không nữa. Ngon. Ngon. Biết ngon. Ngon không? Múc ăn con, hút cơm đi. Trời ơi. Nó muỗng nó rớt, nó ngậm lại. Ngon. Mình thịt ngon không? Mình hỏi cho em thịt ngon. Mình thịt ngon không con? Dạ ngon. Dạ ngon. Có gì chơi hả? Tính đâu gì bánh vậy? Chút thuốc. Chút thuốc hả? Chút thuốc. Trời ơi. Đây không có nha. Bới miếng hả? Có tiền ngon không hả? Nửa muỗng hả? Quýt nhà quýt. Hết rồi. Đúng rồi. Hết rồi. Thịt hết rồi. Ngon không? Nước mặn nước cay. Diễn hay lắm à. Phải không? Phải không? Nút con vô coi. Hết rồi. Hết rồi hả? Thịt hết rồi. Thịt hết rồi. Thịt hết rồi. Thịt hết rồi. Thịt hết rồi hả? Sao nghiệp không? Này, mẹ này. Lấy thịt cho con ăn nha. Nha con. Ừ, mở vào đó đó hả? Thịt nè. Thịt. Thịt nè. Thịt đó ăn đi. Cố. Cố không?
Nhưng mà có mâm hả? Có mâm kìa. Có mâm sữa à? Có ăn chay. Uống sữa nè. Ăn thịt nè, ăn thịt chưa nè. Anh Đạt muốn ốc mâm, mâm. À, biết chưa? Ngon quá. Nè, cái lưng nó có chua hả? Dạ. Cái lưng chưa lớn. Ăn nữa. Thắng mầm nhóc rồi. Chín canh thơm ấy. Rồi. Ốc nữa đi. Lấy sữa trong tủ lạnh sữa bò đó mày mua ha cô chị. Tốt. Con tôi mày chồng ở dưới nữa ra đây mà ăn không hết. Nó chịu về nó bứt ôm dễ lắm rồi nó chồng cũng tốt chết. Nó không có rễ. Nó ăn còn cái gốc thằng chậm nó lâu chút. Đắng rồi cái này đắng tay nghe 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 thịt nè thịt nè. À, Sướng xin kết thúc clip đây cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo có hai Sướng nha.